Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc xuất hiện 14 ca dương tính với COVID-19 ngày 11 tháng 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là sai sự thật. Tất cả 14 trường hợp này đều là F1 từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Ngày 11 tháng 5, Bệnh viện Phổi lấy mẫu test nhanh 14 mẫu, kết quả chỉ có 2 mẫu dương tính. Xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình bằng phương pháp RT-PCR cũng cho kết quả chỉ có 2 mẫu dương tính. Cả 2 trường hợp này đều là F1 của các ca dương tính được ghi nhận trước đó và đã được cách ly chặt chẽ từ ngày 6 tháng 5 nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Qua xác minh, nhân viên tung tin không đúng sự thật này là một nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Sở Y tế tỉnh Thái Bình chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm đình chỉ công tác, đồng thời xử lý kỷ luật theo quy định.